chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ năm ngày 11 tháng 8 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.